là giữa một ký sắt với một cái bông gòn thì cái nào nặng hơn? Hai nhau bằng nhau. Sao con để thông minh thế nhỉ? Ký sắt cái nào nặng hơn? Ai bằng nhau, người ta đâu ngu. À, một... không, em hỏi một câu hỏi, em hỏi một câu hỏi nhỏ thôi. Giữa một ký bông gòn với một ký sắt thì cái nào nặng hơn? Sắt. Tại sao? Bằng nhau thôi. Không phải. Từ từ, trời đất ơi, từ từ. Một ký bông gòn, ký sắt cái nào nặng hơn? Chắc không? Chắc. Tại sao một ký sắt nặng hơn? Nặng hơn. Bây giờ em bỏ lên cho. Anh lên nặng một ký rồi. Thôi bây giờ nha. Ký không gọi ký sắt nào nặng hơn? Hỏi bình thường mà, một ký bông gòn với một ký sắt cái nào nặng hơn? Ngồi suy nghĩ. Suy nghĩ đi, trời quá đơn giản mà, ký bông gòn ký sắt nào nặng hơn? Đứng thành nè. Nhưng mà nó đây nó cũng nói con mẹo, nốt mẹo gì đó em biết được. Ê, cho con trả lời đi, cho con trả lời đi, sao cũng được. Sắt nặng hơn. Ký sắt nặng hơn à, chắc không? Rồi thực hành thì sao? Chơi thực hành thì sao? Để lên bàn cân thì ký sắc còn hơn ký bông gòn. Chắc không? Chắc chưa? Chắc không? Một ký sắc với một ký bông gòn để lên bàn cân thì nó cũng là một ký thôi. Một ký thôi. Cứ nó bằng nhau như thế nào đặt. Hiểu chưa? Thì con,